sinh sống cùng với cha và anh trai cách đây hơn 100 năm. Tại căn nhà này là nơi tuổi thơ của bác Hồ đã trải qua. Căn nhà được xem như ngôi trường đầu tiên bác đã được người cha cũng là người thầy của mình tận tâm dạy những chữ nhân, chữ nghĩa về đạo lý làm người, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thì lý do vì sao mà bác ở trong căn nhà chúng ta đang đứng đây? Nhiều khi chúng ta cảm giác rằng nó giống như là sách vở, nó như là một cái đường thẳng. Nhưng mà để có thể giới thiệu tới với mọi người, để chạm đến trái tim của những người khách tham quan đến các địa điểm di tích, thì những người hướng dẫn phải luôn luôn học tập và trau dồi. Thêm một ngày thì mình cố gắng học tập thêm một điều. Thì đây là một trong những cái công việc nó rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Đó là chiếc cầu nối giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh đối với quân chúng nhân dân, đối với bạn bè quốc tế khi đến tham quan. Thực sự là cũng có những lúc vui lúc buồn, cũng có những cái sự cố nghề nghiệp, cũng vừa buồn cười mà cũng cảm thấy cũng rất là lo lắng. Mình tên là Nguyễn Thị Long Giang, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. Công việc của mình là từ khi vào Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là làm công việc hướng dẫn từ năm 2006 đến bây giờ. Công việc chính của mình là giới thiệu tới đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế tới tham quan những địa điểm như là Bảo tàng Hồ Chí Minh và ở tại các địa điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên mảnh đất Thừa Thiên Huế này. Thì sáng sớm mình sẽ tới tại địa điểm di tích khi có đoàn đăng ký vào lúc 7 giờ 15 thì mình phải tới sớm khoảng trước 15 phút. Công tác của mình là mình mở cửa, dọn dẹp, lau chùi các cái hiện vật, rồi mình mở các cái hệ thống loa máy lên và mình cập nhật lại các cái danh sách đoàn sẽ tới tham quan trong ngày hôm đó và những cái công việc mình sẽ làm việc ở tại địa điểm di tích. Thời gian làm việc của mình thì thường là bắt đầu từ 7 giờ 30 ở tại điểm làm việc và buổi trưa thì đến 11 giờ rưỡi, buổi chiều thì bắt đầu từ 1 giờ 30 cho đến 5 giờ. Thì vào sáng sớm thì mình đã đón đoàn phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với lực lượng tham quan là 150 em được các thầy cô tạo điều kiện trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại làng Dương Nộ, xã Phú Dương. Vào buổi sáng hôm nay thì đã được đón tiếp đoàn với chương trình là sau khi làm lễ xong thì được hướng dẫn tham quan tại ngôi nhà di tích để có thể hiểu hơn về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì lý do vì sao mà bác ở trong căn nhà chúng ta đang đứng đây? Lúc bác Hồ lên 5 tuổi thì bố bác vào dự kỳ thi hồi của triều đình nhà Nguyễn năm 1895. Ở kỳ thi này thì ông Nguyễn Sinh Sắc, bố của bác Hồ đã không thi đỗ. Ông xin học ở trường Quốc Tử Giám với số học bổng rất là ít ỏi. Mẹ của bác, bà Hoàng Thị Loan, lớn lên chưa bao giờ bước. Hiện nay, ở tại mảnh đất Huế này có hơn 20 địa điểm di tích liên quan đến thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có 4 địa điểm di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, trở thành một địa chỉ đỏ để giới thiệu đến quần chúng nhân dân khi đến tham quan các địa điểm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên mảnh đất Huế này. Bác Hồ ở tại đây, nhưng mà hình ảnh của bác Hồ nhớ về làng quê này với những cái tình làng kia. Người làm công tác hướng dẫn thuyết minh ở tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là danh nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đây là một trong những cái công việc nó rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Đó là chiếc cầu nối giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh đối với quần chúng
nhân dân đối với bạn bè quốc tế khi đến tham quan. Thực sự lúc mà đến với công việc hướng dẫn tuyên truyền về thân thể sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc mà học hai chuyên ngành đó là lịch sử và đại học luật thì mình cũng chưa thực sự mường tượng ra cái công việc của mình nó như thế nào. Nhưng mà lúc mà vào làm việc ở tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, được sự dìu dắt của các anh chị đi trước, rồi sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, lúc bấy giờ mình cũng đã tự học hành thêm, rồi trau dồi thêm, và mình bắt đầu tìm hiểu thêm và đọc thêm nhiều sách về tư liệu thân thể của Bác Hồ. Và càng đọc càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy yêu quý hơn người cha già dân tộc. Và đặc biệt lúc mà mình truyền đạt được những cái kiến thức mình đến cho đối với rất là nhiều tầng lớp quần chúng nhân dân, đối với bạn bè quốc tế thì mình càng cảm thấy tự hào thêm. Và thực sự lúc mà mình vào làm ở tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, những địa điểm di tích của người mình cũng chưa hề biết đến được. Và lúc mà mình càng khám phá, càng tìm hiểu thì mình càng muốn gắn bó thêm với công việc này thêm nhiều hơn nữa. Trong quá trình làm việc của mình từ 2006 cho đến nay thì trải qua một khoảng thời gian có những lúc cũng rất là vui, thực sự là lúc mà hướng dẫn nhận được những cái sự cảm ơn, rồi nhận được một số cái lời khen tuy rất là nhẹ nhàng thôi, như là nói cô ơi cô thuyết minh thật là hay, hoặc là có những cái hình ảnh mà có một em bé chỉ mới học cấp 1 thôi nhưng mà tới níu áo của cô lại rồi nói là cô ơi sao Bác Hồ tồi thế, một cái hình ảnh cũng không biết rằng mình đã nói những câu chuyện truyền đạt như thế nào, nhưng mà những các em rất là nhỏ nhưng mà các em đã cảm nhận được một câu nói như vậy cũng gây ra một sự xúc động rất là lớn đối với mình. Thực sự là cũng có những lúc vui lúc buồn, nhất là lúc đón tiếp các em mầm non tiểu học thì các em rất là ngây thơ nhí nhảnh, mình cảm thấy cũng rất là vui. Nhưng mà thực sự cũng có những cái sự cố nghề nghiệp cũng vừa buồn cười mà cũng cảm thấy cũng rất là lo lắng. Giả sử như mình hô quốc ca xong thì các em lại có em thì là khóc rẻ lên, rồi có em thì thậm chí các em cũng chưa biết được. Rồi cũng có những lúc mình hô một cách rất là nghiêm túc như là mặc niệm thì các em lại vỗ tay, thì đó cái sự ngây thơ của các em nó cũng là cái sự cố ngoài, thực sự là ngoài mong muốn, nhưng mà cũng đó là một cái cảm thấy cũng rất là vui. Thực sự là những người làm công tác hướng dẫn như chúng tôi thì có thể một ngày chúng tôi không tiếp một đoàn hướng dẫn nào hết cả, nhưng có thể một ngày có thể đến 90 đoàn, nhưng anh em vẫn luôn cố gắng động viên nhau làm tốt hết mọi sức lực để mà tiếp các cái đoàn khách tới, bởi vì đó là công việc, là nhiệm vụ chính và cũng là cái niềm đam mê của tất cả những anh em đang làm việc. Đây là nơi của Nguyễn Sinh Sắc ngồi dạy học. Thành công của một người hướng dẫn tuyên truyền đến một đoàn khách khi đến tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh hay tham quan ở tại các địa điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì thành công nhất đó chính là chạm đến trái tim của người nghe và họ cảm thấy lắng động, thêm yêu hơn về Bác. Làm công tác hướng dẫn thì từ lúc 2006 cho đến nay thì công việc hàng ngày nó trôi qua, nhiều khi mình cũng không nghĩ nó lại trải qua đến gần 17 năm như vậy, và cuộc sống nó cứ rất là nhẹ nhàng trải qua từng ngày từng giờ. Cuộc sống nhiều lúc nó cũng có những cái cảm xúc khác nhau, nhiều lúc mình cũng cảm thấy mình rất là mệt mỏi trong công việc của mình, nhưng mà những cái mệt mỏi đó nó sẽ qua đi lúc mà mình có những thêm những cái năng lượng tích cực khi được làm công tác hướng dẫn này, khi mà được giới thiệu thêm nhiều hơn về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với rất là nhiều tầng lớp nhân dân khi đến tham quan tại các địa điểm di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.